Được không? Bà nó mua được quái gì, nhà nó xe bố nó đi mấy đéo đâu. Vâng. Những cái thằng đấy nó lại không dở hơi như mày. Ừ, thằng đấy quá lạnh luôn. Nếu như mày ngoài trời mưa đi rửa xe xong cất. Có khi nào bố mày tạt téo ở nhà tao uống cà phê không nhỉ Thuận nhỉ? Biết đéo được bố mày dễ vào nhà tao uống cà phê không? Sao ông Tâm vừa đi về đây? Vừa có cái gì? Qua anh tiến con nè. Anh Nguyễn qua có nên núi Yên xem vật không? Hả? Môi tình lại không công khai. Qua